Tuyết quá nhiều luôn cả nhà mình ơi, và đây là những ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2021 và mình chuẩn bị bước sang 2022 nha cả nhà mình. Tuyết nhiều lắm luôn sau ngày lễ Noel và chúng ta sẽ đi trượt tuyết nha cả nhà ơi. Màu hồng, mình thích màu hồng mà, màu hồng tương tay, màu hồng dày đôi đôi dớ kinh khủng chưa cả nhà. Hello cả nhà ơi. Mình không có dự định quay video cả nhà mình, nhưng mà thấy cũng thôi kệ nó đi, hưởng ứng phong trào nha cả nhà mình. Hi Kaylin, hi Kevin. You see how thick of snow right here? Wow, đẹp không cả nhà mình? Đây. Cái này đã động lên. Cái này ít nhất cũng phải là mấy inch cả nhà mình? À, 5 inch à? Những cái chậu cây nè. Đây là quang cảnh. Đây là quang cảnh của cái vườn nho. Và đây là cây sung của mình đây. Wow, những cái cây kìa. Đây là như trong tranh luôn cả nhà mình. Tranh vẽ sao là giống vậy nè. Đó. Go go. Hello. Wow. How are you? That's amazing, huh? Wow, dày dễ sợ luôn. Good time for exercise right now, huh? Yeah. Wow, look at that. Good. No. All canceled today. You're not work today, huh? I got a text earlier this morning. They were like, we're closing the restaurant. Oh, so they close also. Yeah. I see. I think it's even crazier in Seattle. Uh-huh. There's a lot going on there. Uh-huh. You okay on my YouTube channel? If, oh yeah, you told me about that. Yes, you okay, right? Yeah. Oh, wow. Work hard. Wow, mấy cái đường này nó chạy này nè. Ghê dễ sợ chứ. Ok, bye Kevin. Mình sẽ đi tới một cái chỗ chơi tuyết nha cả nhà mình. Cũng không phải chơi gì đâu, nhưng mà mình sẽ đi tới cái chỗ mà mình trượt nhẹ nhẹ thôi. Mở đóng cửa lại con. Nghe nói tối nay có tuyết rơi nữa nè. Nếu mà nó dự báo mà 4-5 ngày liên tục mà có tuyết đó cả nhà thì nên thay bánh xe tuyết. Đây, thay bánh xe tuyết đi trong mấy ngày luôn thì nó an tâm hơn. Tại cái bánh xe tuyết nó có gai á, nó có cái gai nó bám xuống đường. Còn bánh xe thường này thì không có. Đây là một cái con đường mà người ta đã rải muối rồi cả nhà mình. Ở dưới đây muối và cát. Con đường nhỏ trong thì tự cào nha. Wow, tuyết một khúc luôn. Rồi cái dốc này kinh khủng chưa? Bây giờ xin xong cây nè. Ok, kéo đi. Nguy hiểm quá. Rồi xong. Hello anh Cương. Vui quá, giờ em cũng yếu tim rồi, em hết muốn chơi luôn. Trí, trí, trí. Rồi đi. Mình đang nhìn cái dốc thiếu quá chả. Ghê quá à. Không anh trâu được đâu. Cái này chạy, hồi nãy thấy nó chạy tỉnh bơ, chạy thường thôi. Đừng mới. Có thắng, thắng là nó smile. Mình mới bây giờ tôi không có nhiều chiếc chạy quá lên nó xứng rồi thảo nguy hiểm nắp thùng gác để chơi đó. Chơi đi. Yeah, đi đi Ngọc, ra phía giữa nè, đi con, đi đi rồi đưa chị Ngọc cái kìa. Nè chị Ngọc, rồi chị Ngọc xuống luôn. Vui không chị Ngọc? Vui. Vui quá hả? Mình đi lên mệt quá. Tất nhiên rồi. Tiếp tục đi. Như Bắc Khương là ngon rồi. Đó. Đó. Rơi tự do nè. Đó. Chú khu. Trí. Chụp hình đi. Trí, Trí, Trí. Ok, let's go Trí. Anh Khương cầm giùm Ngọc anh Khương. Anh Hải đi nữa không? Oh,
vậy? Cười, bơi. 1, 2, 3. Mẹ thấy video người ta bơi đẹp lắm, sao con bơi xấu? Này là đá nè, bây giờ nó thành đá rồi nè. Cái này mới sợ nha cả nhà mình. Nè, cái này mới sợ nè. Nè, như vậy mới sợ nè. Trải chiếu rồi. Ngủ đây luôn. Rồi xong. Nhưng mà rồi xong. Buông ra phải đập thắng nó. Chết rồi, oh my god. Nó chỗ đó tại vì nó co up là cho nó co up cái hill nó không có. Nó dừng lại. Nó ngừng lại được. Bây giờ buông ra chớ lấy chớ chạy luôn rồi tự nhiên có chạy được đập ra được gì đó. Oh my god. Bây giờ xin xong cây nè. Ok. Rồi cái xe đó dính rồi. Ca này khó quá, thôi bỏ qua. Bay. Ê, đừng có đi đó, đi nhanh qua nha, để nó tuột á. Trời ơi, nãy. Ô go, hurry up rồi. Nhanh lên. Nhanh lên. Ghê quá. Ghê quá. Quá ghê luôn. Yeah. Thở dữ vậy. Nó chạy lên mà. Chạy lên. Chạy đâu chạy. Sao mà ngủ đây luôn đi. Về cái gì nổi nữa mà về. Hả? Ồ. Anh gần dễ mà không dễ. Đấm đá luôn. Đây, đi xuống dốc, xuống dốc, xuống dốc. Hôm đó tức mình không để được cùng phim này. Sao lúc đó không biết làm sao mà không có luôn rồi. Đây là một cái con dốc kinh khủng luôn. Vậy người không dám chạy xuống. Nó thầm thầm như kia luôn. Chưa, trên đây còn tiếp kìa, còn tiếp kìa, từ từ kìa. Nó từ từ. Quẹo phải thì nó tạt ngang xuống cả nhà, tạt ngang và nó rớt xuống mấy bên hông đây nè cả nhà. Hai cái bánh nó bị mắc lại ngay chỗ đây. Đó, hai bánh trước thì nó rớt ra khỏi ngoài đây và nó gần rớt xuống phía dưới của cái dốc này luôn cả nhà mình. Đó. Ngay chỗ mấy cái xe nè, đó, hai cái xe. Một xíu nữa là không cản hai bánh sau là rớt xuống vô luôn rồi cả nhà mình. Đó, ghê chưa? Xong rồi nó bắt ngang ngay đây luôn. Một xíu nữa là đụng cái trụ nước ngay đây. Rồi xong luôn mà hên quá. Đây là một cái xe cũng bị giống trường hợp này cả nhà mình. Cũng bị đậu nè, quẹo phải. Nhưng mà xe này lên cao hơn mình của mình xíu nè. Rồi nằm đường luôn cả nhà. Ngày hôm đó xe mình cũng bị nằm mấy ngày luôn. Ngay chỗ vị trí này luôn cả nhà mình. Wow, hên là xe mình lấy rồi. Cái xe này bị nè. Trời ơi, bây giờ đóng băng luôn. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và lái xe cẩn thận trong mùa tuyết này. À, thật sự là năm nay mình đi chơi tuyết mà mình sợ lắm luôn cả nhà mình ơi. Bị một cái này xong rồi. À, nói chung là không chơi nữa luôn. Ok, lái xe cẩn thận nha cả nhà. Xe lớn cũng bị trượt chứ không phải là xe nhỏ không nha cả nhà. Mình nên cẩn thận. Bye bye.